một sân phơi nền đất xung quanh là cây cỏ thậm chí bên cạnh là một nhà vệ sinh công cộng. Đó là sân phơi mứt Tết tại làng Mứt Xuân Tảo ở Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bị đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phát hiện và xử lý trong cuộc kiểm tra đột xuất vào sáng nay. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tới 3 cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo tại phường Xuân Tảo, Xuân Đỉnh và phát hiện một cơ sở phơi nguyên liệu là mứt bí, mứt đu đủ không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra thì hàng trăm kg nguyên liệu dùng để làm các loại mất trên được phơi ngay trên nền đất và không có bất cứ dụng cụ che chắn nào. Được biết ngay trong chiều nay thì cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Sở Công Thương thành phố làm rõ vấn đề trên. Trong khi đó thì lãnh đạo phường Xuân Tảo cho biết là hiện phường chưa xác định được ai là chủ của sân nguyên liệu này. Trước mắt thì chính quyền địa phương sẽ tịch thu tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu làm mất không đảm bảo Vâng tôi còn nhớ vài năm trước thì uh, gần Tết thì tôi cũng có cùng một số người bạn đi mua và tham quan một cái cơ sở làm mứt ở Nam Định. Cơ sở này thì kinh doanh với số lượng không nhiều và chỉ làm để bán cho những người quen. Và khi đến đây thì tôi mới thấy hết được cái sự cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng công đoạn để làm ra một mẻ mứt. Đầu tiên là chủ cơ sở phải lựa chọn từng quả quất nguyên liệu, quả phải to đều Quan trọng nhất là cô ấy chỉ mua quất của người quen, trồng quất sạch và không sử dụng bất cứ một hóa chất bảo vệ thực vật nào. Và phải mất 8 tiếng thì từ quất nguyên liệu mới được chế biến thành nước thành phẩm và tất cả các công đoạn đều là thủ công. Và tôi nghĩ là có lẽ chính sự cầu kỳ tỉ mỉ thủ công ấy đã làm cho cơ sở làm nước này có hương vị rất là đặc biệt bây giờ thì mất truyền thống như chị thủy vừa kể thì chắc chắn là vẫn còn nhưng mà cuộc sống hiện đại thì đã làm uh, cho thay đổi cách thức làm mất cũng như là cách thức uh, dùng mất của chúng ta uh, bây giờ thì có đủ các loại trùng loại mất từ uh, quả củ nhưng mà vừa mở ra thì chúng ta đã cảm nhận ngay thấy một cái vị uh, công nghiệp ở trong đó chứ không có vị thơm tự nhiên của các loại hoa quả uh, như là các loại uh, mất truyền thống trước đây mà uh, uh, cha mẹ hay là ông bà tôi thường kể lại tiếp đó thì là màu của các loại mất này thì cũng chúng ta cảm thấy là nó bắt mắt một cách khác thường À, đủ màu xanh đỏ tím vàng và rất nhiều cơ sở sản xuất mứt thì có lẽ họ đã sử dụng những cái sản phẩm mà màu công nghiệp thay vì màu thực phẩm chiết xuất từ tự nhiên và vì vậy mà nói là tết thì phải có mứt là điều đúng rồi nhưng mà trưng ra như vậy thôi nhưng tôi thấy khá là ít người bây giờ còn ăn mứt.